Quân AC tiếp. Vâng, bên mình là AC à. Và giờ này mình là AC à. AC quit và Alonso. Bên kia Fozom quân cũng cần thôi. Khi mà bên họ hai quân cũng là hệ ép đời, bên mình cũng hai quân hệ ép đời. Con Pho thì thực ra trong đánh cung L thì nó không ngán con AC lắm, khi mà một bài bây AC bình thường chỉ đánh 4A thì Pho nếu đánh sẽ là 5A. Sẽ rất là phụ. Khi mà nông dân chặt gỗ thời điểm đầu. Đã 13 gỗ thì phải. Vâng, anh Bùi Ký hỏi là con gái có chơi đế chế không? Có anh, con gái thì nhiều, em thấy cũng có nhiều game thủ cũng chơi đế chế tốt mà. Nhiều chị Juliet ấy, nhiều bạn Juliet ấy, bạn chơi cũng là tốt. Chứ cũng nhiều nhiều bạn chơi đế chế. Bây giờ chung con gái thì người ta cũng không phải là cứ vẻ là công dung lung hạnh quá. Bây giờ người ta sống theo kiểu đam mê và sở thích người ta, chứ còn không như kiểu như ở ngày xưa. Vâng, vậy vâng, mày quá cố gắng nào, con này mà sống sẽ về phòng cho vâng sống luôn, tươi luôn. Một pha mà bẻ cua thì quýt. Con dân này xứng đáng là phong anh hùng trong một pha gọi là né hai sư tử, tìm ra một bãi quả và giết con sư tử luôn. Vâng, chào Phạm Minh Dương nhá. Không biết bạn Phạm Minh Dương mới vào xem thì bớt chút thời gian like cho Cam Quýt nhá. Một bài mà mới chỉ thấy bắt quả phụ phải bà, vâng, có một bầy heal đâu. Cần thêm một đồ nữa để có thể lên đời. Không phải lên đời mà lên có lực nó khỏe chứ cần. Quýt là sinh năm 94 bạn Nguyễn Công Hân ạ. Em thì không biết là Juliet sinh năm bao nhiêu, nhìn khá là trẻ, chắc chỉ tầm 9x thôi chứ làm gì 86 anh. Juliet chắc chỉ tầm 9x thôi, chắc chỉ tầm tuổi tuổi em hoặc là hơn một tuổi thôi chứ còn làm gì tận 86 thì phũ quá. Vâng, như vậy bài đây rồi, tươi quá. Hai quả, hai quả, hai heal và bon nước thêm hai sư tử. Thế nhà rừng cũng có rồi, hai cái rừng dừa, hai cái rừng thông. Bãi quả phụ là bãi quả 6 cây. Và cảm ơn bạn Phạm Minh Dương nhá. Bạn chia sẻ mới hay xem thì sẽ có cái danh hiệu là người chia sẻ. Vâng, như vậy báo về là Gman 89 mà gọi Du bằng chị. Vậy Du về nhiều tuổi hơn cả 89 cả. Tại em không rõ lắm nhưng mà nhìn thấy rất là trẻ. Vâng, như vậy Du đấy 88. Vâng, 88 mà trẻ thế à rời. Một gọi là mid AOE của Việt Nam mình đây. Chiếc S2 là hơi xấu nhưng mà chỗ vị trí đẹp đẹp thì không được. Jupiter là chị gái của Exciter. Exciter là game thủ của Nghệ An đây. Đúng rồi anh Bùi Kỳ. Vâng, bên kia là 19 và 17%. Bài đánh 12-7 nông dân của Cặp Quýt chết quên mất không xem Alonso. Alonso giờ này sẽ chém thế này. Nhưng mà Alonso chết mất một dân thì phải. Thế game thủ đế chế nữ thì em chỉ biết mỗi Juliet thôi. Còn nghe thoáng thoáng qua thì
Có anh mèo anh biết gì đấy, hôm mà thấy đánh mấy Hồng Anh thì phải. Và anh trên livestream của Hồng Anh. Bài kích vào cuối 11, 11 đầu 1 dành cho Alonso. Nó cố gánh vào 5 dương còi. Dương còi thì là cầm phô à? Chính là phô rồi. Đúng rồi, dương còi là cầm phô. Vâng, chào bạn Cao Cường nhá. Bạn Phạm Minh Dương là không biết là bạn có rủ anh em vào xem tí vui không nhỉ? Vâng, hai pha về rất nhanh vào Alonso. Vẫn hở kìa. À, hơi đang tiếc pha về đấy một chuẩn để đẹp. À, vậy như vậy là E của địch chứ không phải E của mình. Pha về E của Bèo. Vâng, như vậy là một T một giò công lên đây. Cần phải bắt con T kìa, họ công bãi vàng ra ra đây. Và Galoso là một game thủ mới của Clan Hà Nam, bạn Nguyễn Công Hân nhé. Trước thì game thủ này thi đấu cho Nam Định. Xong thì sau đó về đầu quân cho Hà Nam. Đây rồi, bài Foencia của họ cũng lên đời này rất sớm, cái bài cũng chỉ 17 và 19% thôi. Rồi, như vậy của mình làm hai con nông dân. Bài này sẽ 2L đều đây. Lọt nào, lọt vào. Rồi, về tươi. Để mấy công dân ở dưới 6 giờ nhá. Dưới 6 giờ là đứng chơi hết rồi đấy. Vậy đi sai rồi. Vâng, như vậy là 3-1 trận đầu tiên. Báo về trước khi quay máy của Quýt xem Quýt thế nào thì bên kia đã đi sai rồi. Một bài mà không mắc binh nhớ Quýt. À. Đấy, này, em thấy có kiểu như là Juliet với chim sẻ thì phải. Bên kia là BB và Lý Bảo Long, mình luyện viên của BB. Và như vậy là 3-1 trận đầu tiên. Được rồi. Làm xe bỏ túi đã.